Lý do người mẹ máu lạnh bỏ lại con tại cây ATM giữa đêm giá rét khiến dân mạng sôi máu. Sau khi dỗ cho con nín khóc thì người mẹ quay lưng bỏ đi và không quên để lại số điện thoại của chồng cho người dân xung quanh để họ gọi đến đón con. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một bài viết kèm hình ảnh chia sẻ về vụ việc người mẹ trẻ bỏ rơi con trai ở cây ATM rồi bỏ về. Điều đáng nói là người phụ nữ này đã để lại số điện thoại của chồng để người dân gần đó gọi cho bố cháu bé đến đón về. Cụ thể, tài khoản Facebook tên CC viết: "Chuyện bắt đầu như này cả nhà nhé. Mình vừa trong quán đi ra thì thấy ở cây ATM bên cạnh có một bé trai khóc thảm lắm, cứ gọi bố mẹ, bảo vệ nói với mình là hình như bị lạc. Mình với một số nhân viên mua sữa và ăn ủi bé, chờ xem có bố mẹ nào đi tìm không. Thì khoảng 10 phút sau, một bạn nữ rất xinh xắn đi xuống từ cái xe ô tô màu đỏ, tiến lại phía mình và đứa bé. Bạn đó chì mảnh giấy vào mặt mình và nói như sau: em gọi điện cho bố nó tới đón nó đi. Đang ngạc nhiên thì thằng bé gọi mẹ ơi và lao ra ôm. Lúc này mình đã hiểu và nói với mẹ bé: chị là mẹ bé, sao không đưa bé về mà phải gọi cho bố bé là sao? Nghe thế cô ta không nói gì với mình mà quay ra thằng bé nói: con đứng vào kia chờ, lát bố đi chơi về xong bố đón. Mình lộn tiếp nói: em ơi, không gọi chị nữa vì trông ít tuổi. Em giận chồng không sao, nhưng đừng bỏ con ngoài đường như này, tội bé. Nói xong mình nháy mọi người xung quanh tản ra, không tụ tập nữa vì nghĩ không có người xung quanh thì nó sẽ đưa con nó về. Ai dè, nó nịnh thằng bé nín khóc xong, nó đứng lên đi mất. Mình chạy theo nói: em ơi, giận chồng nhưng đừng bỏ bé lại, tội con. Nhưng nó không nói năng gì, ra xe phi đi mất dạng. Theo tài khoản CC chia sẻ, người phụ nữ này có gương mặt khá xinh đẹp, phúc hậu và lái một chiếc ô tô màu đỏ sang trọng. Còn em bé trai khoảng 2-3 tuổi, mặc chiếc quần dài mỏng, khoác áo phao, đi dép lê và đứng gào khóc một mình trong đêm vô cùng đáng thương. Ngay khi bài viết được đăng tải trên mạng xã hội, rất nhiều người đã lên án hành động này của người mẹ trẻ. Tài khoản Minh Lan bình luận: cho dù có tức giận chồng như nào đi chăng nữa, cũng đừng để con chỗ như vậy. Giờ xã hội bắt cóc quá nhiều, sao người làm mẹ ý lại vô tâm đến vậy? Con mình mang 9 tháng 10 ngày mới có được con bên cạnh. May con gặp được những người tốt, gặp kẻ xấu con sẽ ra sao? Khổ thân con quá, tối miền Bắc giờ sương xuống lạnh lắm. Mình đi ngoài đường còn muốn nhanh nhanh chóng chóng về nhà, mà con lại bị bỏ lại như thế. Tội con quá, sự việc sẽ thành vết thương tâm lý ám ảnh cả đời. Một tài khoản khác chia sẻ. Tài khoản Nguyễn Luân chỉ trích: sao lại có một người mẹ máu lạnh đến thế cơ chứ? Trời thì rét, tối muộn nữa. Nghe giọng điệu thì chắc chồng đi chơi gọi không về nên mới trút cơn bực bội lên đầu thằng bé con. Ác quá chừng. Còn rất nhiều những bình luận khác chỉ trích người mẹ thậm tệ, cho rằng cô ấy không biết suy nghĩ, vô tâm, bạc bẽo. Hổ dữ còn không ăn thịt con. Đằng này đứa trẻ bị mẹ nhẫn tâm để ngoài đường giữa đêm lạnh, phó mặc người lạ vây quanh, dù vì nguyên nhân gì cũng không thể chấp nhận được. Dựa vào mảnh giấy ghi số điện thoại của người chồng mà các nhân chứng đưa ra, cư dân mạng nhắn tin hỏi han về tình hình của bé. Được biết ngay sau đó bé được bố mẹ đón về. Đây cũng là bài học sâu sắc thấm thía cho các bậc cha mẹ. Chuyện vợ chồng riêng tư chẳng ai can thiệp, nhưng mang con mình ra để làm bình phong, để gây khổ nhục kế với vợ hoặc chồng mình là sai. Làm như vậy chỉ khiến cho tâm hồn non nước của các con bị tổn thương, và chính cha mẹ chúng cũng sẽ hối hận khi nghĩ lại chuyện mà mình đã gây ra. Cặp vợ chồng vất vả mưu sinh trên đường khiến triệu người xúc động, hạnh phúc cần tìm đâu xa. Mấy ngày nay, cộng đồng mạng xôn xao chia sẻ một bức ảnh nhận được hàng ngàn lượt like và chia sẻ. Bức ảnh chụp người phụ nữ lao động đang dựa vào lưng chồng ngủ. Để khỏi ngã, trước khi chợp mắt, chị đã kịp siết hai tay ôm chặt lấy người chồng. Với người phụ nữ này, giấc ngủ vội sau lưng chồng là một điều hạnh phúc, dù xung quanh còi xe inh ỏi liên hồi. Bức ảnh của cặp vợ chồng lấm lem lay động lòng người. Cặp vợ chồng trung niên rong ruổi trên chiếc xe máy cũ kỹ, xe chất đầy đồ đạc, rau củ. Chở vợ ngồi ngủ phía sau, người đàn ông có lẽ phải lái xe cẩn thận hơn rất nhiều. Nhìn hình ảnh này, nhiều người ngậm ngùi trước cảnh sống mưu sinh của những người lao động. Họ có thể là người cha, người mẹ đang vất vả trên hành trình kiếm tìm nuôi con. Giấc ngủ chập chờn trên xe có thể giúp họ vơi bớt nhọc nhằn của một ngày vất vả. Có thể trước đó họ đã thức từ sáng sớm để kịp đi lấy hàng bán sớm, chọn cho được những bó rau tươi,
rồi cần mẫn bán từng mớ rau, cộng hành để thu nhập những đồng tiền ít ỏi. Kết thúc một ngày bán buôn cũng là lúc mệt nhoài. Người vợ tựa vào vai chồng để có giấc ngủ vội vàng sau một ngày lao động vất vả. Không cần câu chữ nào diễn tả, chỉ cần nhìn những hình ảnh thế này thôi, nhiều người tự nhiên xúc động. Bên cạnh đó, một số bình luận tỏ ra thích thú khi xem ảnh. Đó là những phút giây đáng yêu hiếm hoi giữa bộn bề cuộc sống. Người phụ nữ vẫn còn may mắn khi có một bờ vai để nương tựa. Đôi khi chỉ thế thôi cũng đủ ấm lòng. Hạnh phúc là khi có người đồng hành chia sẻ trên mọi ngã đường. Có lẽ không phải tự nhiên mà bức ảnh giản dị này lại nhận được nhiều lượt like và chia sẻ như vậy, bởi nó giúp cho chúng ta cảm thấy ấm lòng giữa những sự nhiễu nhương của cuộc sống. Đâu cần phải tìm đâu xa xôi, hạnh phúc và tình yêu vẫn hiện hiện trong cuộc sống thường ngày. Những người lao động vất vả với công cụ mưu sinh, họ có thể không biết thế nào là những câu chuyện lãng mạn, là thứ tình yêu soái ca ngôn tình, nhưng họ vẫn đối với nhau ngọt ngào và đầm ấm biết bao. Như người chồng bán rau chở vợ trên phố, như những cặp vợ chồng buôn cánh bán bưng mà tôi vẫn gặp hàng ngày. Tôi vẫn thường mua thịt của một cặp vợ chồng ở chợ quen. Không phải chỉ vì họ bán thực phẩm tươi ngon, mà vì những người mua thường sẽ thấy ấm lòng khi gặp cặp vợ chồng này. Họ vẫn bán cùng nhau ngày này qua ngày khác. Khi chị vợ cân hàng cho khách, thì anh chồng sẽ gói ghém phụ trách phần chặt thịt nặng nề hơn. Vẫn thường thấy họ chia nhau một dĩa cơm, một tô bún sau quầy hàng. Khi chị vợ đang ăn mà có khách gọi điện, anh chồng sẵn sàng đút cho vợ ăn cho xong bữa trong lúc chị vợ nói chuyện, trao đổi với mối mang của mình. Bán hàng cho khách, vẫn nghe họ đùa với nhau. Anh chồng gọi vợ là nữ hoàng thái thịt. Một đôi vợ chồng khác bán hàng nhựa cũng khiến nhiều khách hàng ngưỡng mộ. Từ 4-5 giờ sáng đã thấy chú xuất hiện, dọn hàng, treo thứ này, mắc thứ kia. Khách quen hỏi cô đâu thì ông chủ cười hiền. Bả đi tập thể dục giữ sức khỏe, sáng mới ra. Buổi trưa khách mua hàng thì ông chủ luôn bán, còn nhẹ nhẹ đi qua những lô thau chén hũ nhựa để khỏi khua khoắng cho bà vợ yên ngủ ở bên trong. Nhìn họ mới thấy rằng tình yêu chẳng phải là thứ gì quá xa xôi, là sự sẻ chia và nhường nhịn nhau hàng ngày, là sự đồng hành trên từng nẻo đường kiếm cơm vất vả. Như người chồng sẵn sàng đưa ra bờ vai cho bà vợ tựa vào, ngủ nghỉ cho qua giấc trên chặng đường khói bụi mưu sinh. Sinh con năm Kỷ Hợi 2019 là heo vàng, 60 năm mới có một lần, lời đồn hay sự thật? Thời gian gần đây, mọi người đang rỉ tai nhau bày cách săn heo vàng lên kế hoạch sinh con năm Kỷ Hợi 2019, bởi họ tin rằng, theo quan niệm dân gian, con cái sinh vào năm Hợi là rất tốt, có vận mệnh cuộc đời hoàn hảo, phúc lộc nhất. Dẫu biết tâm lý cha mẹ đều mong muốn con cái sinh ra sung sướng, may mắn có một cuộc đời hanh thông thuận lợi, thế nhưng, liệu năm Kỷ Hợi 2019 có thực sự là năm heo vàng hay không? Sinh con năm này có tốt thật không thì vẫn còn là thắc mắc của nhiều gia đình. Hãy cùng xem lời lý giải dưới đây để biết đáp án chính xác nhất nhé. 1. Theo can chi. Mọi người cho rằng năm Kỷ Hợi 2019 này là năm heo vàng, 60 năm mới có một lần. Tuy nhiên, để biết chính xác năm 2019 là heo vàng hay không thì còn phải xét thêm nhiều yếu tố nữa. Sự thật là, nếu xét theo can chi thì năm Kỷ Hợi 2019 không phải là heo vàng, bởi có tất cả 10 thiên can lần lượt là Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý và 12 con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Thiên can và địa chi hợp lại tạo thành một chu kỳ 60 năm mới lặp lại. Thiên can Giáp, Ất có ngũ hành là Mộc, Bính Đinh có ngũ hành là Hỏa, Mậu Kỷ có ngũ hành là Thổ, Canh Tân có ngũ hành là Kim, Nhâm Quý có ngũ hành là Thủy. Từ quy tắc trên thì năm Kỷ Hợi có Kỷ thuộc hành Thổ chứ không phải hành Kim, do đó năm heo vàng phải là năm có thiên can là Canh hoặc Tân mới đúng. 2. Theo mệnh ngũ hành. Khi xét theo mệnh ngũ hành thì người sinh năm 2019 Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, bình địa Mộc. Mộc ở đây tượng trưng cho cây cối sinh sôi nảy nở và sự sống mãnh liệt. Vì thế, trẻ sinh năm này giống như mầm mới nhú, dễ nuôi, dễ phát triển. Người mang mệnh Mộc thường có khí chất rất riêng, từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, lớn lên làm chức vị khá lớn.
Nếu là nam giới thì rất hiên ngang, tự tin, giỏi giang. Nếu là nữ giới thì cực kỳ can đảm, chăm chỉ và cầu tiến. Họ thích tự lập và rất giỏi kiếm tiền, vận mệnh cuộc đời khá suôn sẻ, hay gặp may mắn. Người mệnh mộc có làn da đẹp, răng trắng, mắt sáng ngời, thần thái nghiêm nghị. Họ có chí lớn và năng lực xuất chúng nên nhanh chóng thành đạt khi còn rất trẻ. Nếu may mắn sinh vào giờ đẹp, tháng đẹp nữa thì sẽ mang mệnh phú quý, sống an nhàn một đời. 3. Theo con giáp. Hợi là con giáp cuối cùng trong bảng 12 con giáp. Nhìn chung, về người tuổi Hợi thì họ khá hào phóng, thẳng tính, khéo ăn nói, giỏi giao tiếp. Đây là con giáp mang số hưởng, từ khi sinh ra đã không phải khổ sở, lao động chân tay nặng nhọc. Nhờ được cha mẹ nuôi dưỡng đầy đủ, học hành tử tế nên khá ngoan ngoãn, sớm thành đạt khi lớn. Xét về tử vi trong đời của kỷ Hợi thì người sinh năm này sẽ có một vận trình cuộc đời khá suôn sẻ, làm gì cũng hanh thông. Họ sống lương thiện nên được hưởng lộc trời cho. Tóm lại, năm kỷ Hợi 2019 là năm tốt. Nếu sinh con vào năm này thì khá lý tưởng. Vợ chồng con cái hòa hợp, hạnh phúc. Tuy nhiên, con cái là duyên trời cho, khi duyên tới thì con tới. Do đó, tốt hơn hết không nên bày vẽ, lên kế hoạch hay ép sinh con vào ngày giờ tháng năm đẹp làm gì cả. Mỗi đứa trẻ sinh ra đời đều có tính cách, vận mệnh cuộc đời riêng biệt, không ai giống ai. Chúng lớn lên mạnh khỏe, tài giỏi, thành đạt hay không, phần lớn dựa vào cách nuôi dạy của cha mẹ. Vì thế, chỉ cần cha mẹ dành tình yêu thương và chăm sóc con cái cẩn thận, khỏe mạnh là hạnh phúc nhất rồi.